thương. Ông Thích Minh Tuệ giải bày về những ồn ào trên mạng xã hội và khẳng định bản thân chưa từng nhận mình là tu sĩ. Theo báo VN Express, trưa ngày 17 tháng 5, trên hành trình từ Bắc trở vào Nam, ông Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, 43 tuổi, dừng chân nghỉ ngơi tại bãi đất trống ở xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, hàng trăm người đã vây quanh ông nghe trò chuyện. Ông Tú cho biết quê gốc ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1994, gia đình chuyển vào tỉnh Gia Lai sinh sống. Trước đây, ông từng có thời gian ngắn tu tập tại một ngôi chùa được đặt pháp danh là Thích Minh Tuệ. Những năm qua, ông chỉ nghe lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tập học tu hạnh đầu đà. Ông Tú bắt đầu đi bộ tới nhiều tỉnh thành từ năm 2017. Thời gian đầu, đôi lúc ông di chuyển bằng xe khách. Năm 2020 đến nay, ông Tú luôn bộ hành tuyệt đối. Chỉ đôi lúc di chuyển bằng đường thủy thì phải dùng thuyền hoặc đò qua sông. Đến nay, ông đã đặt chân đến gần như khắp mọi miền đất nước. Chỉ còn 3 tỉnh Tây Ninh, Trà Vinh, Bến Tre là chưa tới, bởi những địa phương này không nằm trên trục đường chính. Phản hồi việc Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định ông Tú không phải là tu sĩ Phật giáo, ông Tú nói không liên quan đến văn bản trên. Từ lâu nay, ông chưa từng nhận là tu sĩ và bản thân cũng cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó.